Em chào cả nhà mình nhá. Hôm nay em lên một video này phục vụ các bác nhá, toàn giò khủng các bác nhá, giò khủng giò đẹp này, độc lạ các bác nhá, rất đẹp này. Trên tay em giò đầu tiên đây nhá, là một giò đùi gà hoa trắng các bác nhá, gà hoa trắng, gà sáu mắt đấy ạ. Thân lá thì mập mạp này, nhiều thân lá này, xanh mơn mởn luôn. Hàng này là hàng nguyên bản các bác nhá, đây ạ. Ủa nó nặng quá. Đây ạ, cái này nó là nguyên bản các bác nhá, nguyên bản này xong rồi. Em ghép vào cái cục gỗ lũa nhá. Đó, nguyên một dề luôn. Nguyên một dề gà nguyên bản các bác nhá. Gà trắng nguyên bản này. Đó. Bác nào thật sự kết cái giò này nhá, gọi điện trực tiếp cho nhà em nhá. Số điện thoại em để ở dưới tiêu đề các bác nhá. Đấy. Bác nào kết thì gọi điện thoại cho nhà em này. Đây em đứng xa cho các bác ngắm nhá. Mỹ mãn không? Rất là đẹp luôn các bác nhá. Mỹ mãn luôn này. To. To nhá. Đấy, hoa đẹp. Bảo đảm với các bác luôn, bảo hành cho các bác lá trắng nha. Bác nào thật sự kết thì gọi điện thoại cho nhà em nha. Có điện thoại em để dưới tiêu đề ạ. Tiếp theo đây em lên cho các bác ơi, đây là đùi gà. Đùi gà bình thường đây các bác nhá. Đùi gà tròn Lai Châu này. Rất là đẹp nhá. Một giò này được ghép trên rốn nhá. Đấy. Ghép trên rốn này. Giò này mới ghép ổn định nữa các bác nhá. Hình số 9, 650.000 đồng. Ngủ. Chi chít chi chít này các bác này. Đấy. Cái này mà một giò hoa này nở ra thì thôi rồi các bạn. Không còn cái gì đẹp bằng. Hình số 9 650.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu các bác nhá. Tiếp theo đây vẫn là đùi gà tròn Lai Châu ạ, hình số 6 300.000. Được ghép trên chậu nhựa các bác nhá. Được ghép trên chậu nhựa này. Đấy, giò nào giò nấy nụ chi chít luôn các bác nhá. Chi chít chi chít này. Nụ như con châu chấu rồi về đến các bác là hoa sẽ nở luôn đấy ạ. Con tắt đi con để bên kia cho bác. Kệ. Hình số 6 300.000 đồng. Con cầm vào cho mẹ đi. Và tí nữa bác gọi lại. Tiếp theo đây vẫn là đùi gà tròn các bác nhá. Hình số 18, 300.000 đồng. Đấy, rất là nhiều nụ luôn này. Nụ chi chít chi chít luôn các bác nhá. Đấy. Đây này. Rất là nhiều nụ các bác nhá. Hình số 18, 300.000 đồng. Đùi gà tròn ạ. Tiếp theo đây là một giò đùi gà tròn ghép gỗ các bác nhá, ghép gỗ lũa này, ghép gỗ lũa nhá, cái gỗ lũa này cũng rất là đẹp luôn các bác nhá. Hàng thuần các bác nhá, đây ạ, đây là hàng thuần nhá, dễ da trắng xóa bám vào gỗ này, trắng tinh. Hình số 8, 650.000 đồng, hình số 8, 650.000 đồng các bác nhá, đây này. Đấy, em đứng xa cho các bác có thể so sánh với người em nhá. Hình số 8 650.000 đồng đùi gà tròn. Nụ thì chi chít luôn các bác nhá. Chi chít luôn này. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác mã ngọc thạch ba màu các bác nhá. Cái này nguyên một dề này. Hàng ghép ổn định các bác nhá. Đấy, nguyên một dề nhá, được ghép trong gỗ, trong chậu gỗ cho vỏ thông ở trong này. Nụ thì không biết bao nhiêu thân nụ các bạn. Đây ạ. Toàn nụ là nụ thôi. Hết mùa hoa bắt đầu nó sẽ đẩy mầm gốc và đẩy rễ các bác nhá. Hình số 5 350.000 đồng ạ. Hình số 5 350.000 đồng. Các bác về mua về chơi hoa xong thuần tiếp các bác nhá. Hình số 5 350. Hình số 5 350.000 đồng. Tiếp theo đây vẫn là ngọc thạch ba màu, chậu nhỏ hơn các bác nhá. Cũng hàng ghép ổn định này, cái này thì mầm đang ra tua tủa luôn này. Đấy. Khi mà kết thúc mùa hoa bắt đầu nó sẽ đẩy rễ các bác nhá. Hình số 10 180.000 đồng. Hình số 10 180.000 đồng. Cái này có lẫn hai thân ngọc thạch hai màu các bác nhá. Tiếp theo đây vẫn là ngọc thạch ba màu. Hình số 11, 180.000 đồng. Nụ này, nụ tím lịm các bác nhá. Đấy, tím này.
rất là tím luôn. Tiếp theo đây vẫn là ngọc thạch ba màu ạ. Hình số 12 180.000 đồng. Hình số 12 180.000 đồng. Đây các bác này, nụ này. Đó. Nụ tím lịm luôn ấy. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một hai mã kèn nhé. Mã kèn tím Lai Châu này. Có 1 2 3 5 thân hoa các bác nhá. Đây 5 thân này, nụ của nó đang nhú ra như này các bác nhá. Đấy. Mầm gốc thì cũng đang đẩy này, mầm gốc cũng đang đẩy đây các bác nhá. Hình số 14 250.000 đồng thôi ạ. Rất là rẻ các bác nhá. Bây giờ thì lan nó bão hòa rồi cho nên là giá nó cũng hơi rất là mềm, không như ngày xưa. Ngày xưa thì như cái chậu này là cũng phải có tiền rất là nhiều đấy. Hình số 14 250.000 đồng. Tiếp theo vẫn là kèn tím, hình số 13 cũng 250.000 đồng các bác nhá. Giò này thì có 4 thân hoa này. Đây, 4 thân đang nụ nhú nụ như này các bác nhá. Đấy. Cái thân dài nhất này của nó rơi vào tầm khoảng 30 cm. Đấy. Cái này thì em chưa thấy đẩy mầm gốc các bạn. Hình số 13 250.000 đồng. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một giò kiều vàng các bác nhá. Kiều vàng khủng này được ghép trên cái chậu gỗ hình quả bí như thế này các bác nhá. Rất là to luôn nhá, các bác có thể so sánh với người em này. Đấy. Rất là to nhá. Đấy. Rất là đẹp, rất là nhiều thân lá luôn các bác này. Cái này mà đến mùa hoa thì không biết bao nhiêu hoa các bác ạ. Kiều vàng hình số 3, 1.200.000 đồng ạ. 1.200.000 đồng các bác nhá. Khá là nặng đấy ạ. Hình số 3, 1.200.000 đồng. Đây, tiếp theo đây là một giò kiều vàng nhỏ hơn nữa nhá. Được ghép trên chậu gỗ hình lục giác này. Hình số 15, 250.000 đồng kiều vàng các bác nhá. Rất là nhiều thân lá luôn các bác nhá. Rất là nhiều thân lá luôn này. Hình số 15, 250.000 đồng ạ. Đây ạ, tiếp đến là một giò kiều tím siêu khủng các bác nhá. Kiều tím này siêu khủng luôn các bác nhá, dễ này. Trắng tinh luôn rồi các bác này. Rất là đẹp luôn, không biết bao nhiêu thân lá các bác nhá. Chít chít chì chịt vào này. Rất là to, rất là nặng các bác nhá, được ghép trên gỗ lũa này. Đấy, rất là đẹp. Hình số 2, 2.500.000 đồng các bác nhá. 2.500.000 đồng. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác Sơn Thủy Tiên nhá. Một số mã Sơn Thủy Tiên này. Hàng cũng ghép trên gỗ lũa, cũng giò to khủng các bác nhá. Hôm nay em lên toàn giò to khủng cho các bác sưu tầm này. Về chơi hoa nhá. Hình số 17, 750.000 đồng Sơn Thủy Tiên ạ. Được ghép trên gỗ lũa các bác nhá. Đây ạ. Đấy, dễ bám trắng ra rồi này các bác này. Đấy. Thuần lâu lắm rồi. Hình số 7, 750.000 đồng Sơn Thủy Tiên. Tiếp theo đây vẫn là Sơn Thủy Tiên các bác nhá. Giò này thì nhỏ hơn một chút này. Hình số 16, 550.000 đồng. Đấy, bây giờ đang chuẩn bị vào mùa nở rộ của hoa lan rồi. Thân nào thân nấy đều có nụ như thế này các bác nhá. Đây này, cái này thì nó nhú như cái gai này. Đây này. Rất là nhiều nhá. Hình số 16, 550.000 đồng. Đây ạ, tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác siêu phẩm này nhá. Đây là nhạn tháng tư các bác nhá. Nhạn tháng tư này. Đấy. Giò lá xếp rụt rịt các bác nhá. Lá xếp rụt rịt này, lá dày này các bác này. Bản lá ngắn lá dày các bác nhá. Đã có nhú nụ hoa cho em nhỉ? Thân nào cũng có chị. Em cũng nhìn thấy có rồi đúng không? Có rồi, thân nào cũng có. Đấy, thân nào cũng có nhú nụ hoa rồi các bác nhá. Đây ạ, đây này. Đấy. Thân nào cũng đã nhú nụ hoa rồi này.
Hình số 1, 4 triệu đồng các bác nhá. 4 triệu đồng này nó khá là nặng nhá. Đây ạ, các bác xem này. Độ thuần này, đấy. Lâu năm các bác nhá. Thân thì xếp rụt này. Đấy, lá ngắn nhá, lá dày lắm luôn ấy, xếp rụt rịt vào các bác nhá. Hình số 1, 4 triệu đồng ạ. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một số mã tam bảo sắc này. Dáng hương tam bảo sắc các bác nhá. Đấy, cái giò này em cũng thấy có cái thân này nó bắt đầu ra nụ đấy các bác này. Đây nhá. Đấy. Đang nụ như này các bác nhá. Tam bảo sắc hình số 4, 200.000 đồng các bác nhá. Giò này thì nó khá là đẹp này, thân cũng nó đẹp nhưng mà nó chỉ bị lỗi ngọn, nhưng mà những cái thân lỗi ngọn này nó đã đẩy ngọn mới đây các bác nhá. Nó đẩy ngọn mới này nó mất 2-3 thân ấy, nó bị lỗi ngọn nhá. Đấy nên em để giá rẻ cho các bác này. Giò khá là to các bác nhá. Hình số 4 200.000 đồng ạ. Tiếp theo đây vẫn là giá hương tam bảo sắc. Hình số 7 250.000 đồng các bác nhá. Đây là giò này được thuần ăn nắng trực tiếp nhá. Cây vàng óng nhá. Đấy, cây đanh khỏe vàng óng luôn. Hình số 7 250.000 đồng ạ. Vâng, vậy giò lan này cũng đã kết thúc video nhà em ngày hôm nay tại đây nhé. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và ủng hộ nhà em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.